Phùng Ngọc Huy thoải mái xuất hiện bên tình tinh đồn, đồng hành cùng nhau trong mọi sự kiện. Vì cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau khiến dân tình không khỏi nghi ngờ. Phùng Ngọc Huy được biết tới là một nam diễn viên trẻ tài năng, sở hữu gương mặt điển trai và được nhiều khán giả yêu mến. Anh từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim đình đám như Nữ sinh Cổng Mặt Trời, Bảo Mùa Hè. Sau thành công của bộ phim Cổng Mặt Trời, nam diễn viên bán duyên cùng cố nghệ sĩ Mai Phương và có với nhau cô công chúa nhỏ La Vi. Trong thời gian gần đây, anh thường xuyên xuất hiện thân mật bên một người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp và thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội. Trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy thường xuyên đăng tải những khoảng khắc tình tứ bên bạn gái tên đồn Đan Kim. Mới đây Đan Kim đã chia sẻ loạt ảnh bên cạnh Phùng Ngọc Huy và nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Được biết cả hai đã nhận lời mời tham gia một sự kiện của người đồng nghiệp thân thiết. Nhìn vào hình ảnh có thể thấy, cặp đôi thoải mái tạo dáng thân mật trong khung hình. Theo đó, đồ đẹp đôi của cả hai khiến nhiều người ghen tị. Hiện tại Phùng Ngọc Huy đang mở một cửa hàng kinh doanh online với đa dạng nhiều sản phẩm khác nhau và được đông đảo khán giả yêu mến ủng hộ. Được biết, anh đang tập trung vào công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống và có đủ điều kiện hơn để đón bé Davi sang đồng tụ cùng gia đình.